Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Rất vui vì được sự tin tưởng và đồng hành của các bạn trong suốt thời gian qua. Để tiếp tục series Bạn hỏi Minh Phụng trả lời, một series nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ phía các bạn. Hãy cùng tụi mình trả lời những thắc mắc của các bạn gửi đến cho team nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên chính là của bạn Lâm 101997. Cho em hỏi shop có cây đàn nào tầm giá 7 triệu để mang đi học và đi chơi không? Nếu bạn là một người thích chơi piano thì hiện tại bên mình đang có những dòng đàn của Atasia. Như Atasia Performer hiện tại đang có giá là 5,7 triệu. Và bộ đôi hot sale của tháng 11 này chính là BA88 H Plus và BA88, lần lượt có giá là 6,9 triệu và 6,5 triệu. Còn nếu bạn thích chơi organ thì bên mình đang có những dòng đàn đến từ nhà Kidman như K150, K200, K250, K300S và K350 với mức giá vô cùng phải chăng và phù hợp với nhu cầu của bạn. Link của từng sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả. Các bạn có thể liên hệ qua shortline hoặc đến trực tiếp các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để được tư vấn và trải nghiệm nhé. Câu số 2 là của bạn Phúc học lớp 7. Đàn K150 bị không kêu một phím, bên mình có nhận sửa đàn không sót? Bên mình thì một số khách hàng cũng hay gặp lỗi này. Nguyên nhân là do đổ nước hay đổ bánh vào khe phím, gây ra tình trạng kẹt phím hoặc mòn miếng cao su bên trong. Nếu các bạn gặp lỗi này, các bạn hãy đem đàn đến các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình để đội ngũ kỹ thuật bên mình tư vấn và xem lỗi cho các bạn nha. Chính sách bảo hành sẽ phụ thuộc vào thời gian bảo hành của đàn nữa nhé bạn. Bên mình cũng làm clip hướng dẫn sửa chữa các lỗi cơ bản của Kidman K150. Nếu bạn ở xa, hãy tham khảo clip ở trên đây nhé. Câu hỏi thứ 3 là của bạn Trọng 3107-1991. Chỉ mình kết nối dash tay cho K350 đi shop. Bạn hãy xem bài hướng dẫn update tay K350 ở trên này nhé. Tụi mình cũng đã làm những video hướng dẫn chi tiết các update tay trên cây K250 và K350 cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể tham khảo ở video trên đây. Câu số 4 là của bạn Tuyết Mai. Mình đang dùng K350, muốn lên đời SV800, đổi thì bù bao nhiêu vậy shop? Chào bạn Mai nhé. Bên mình thì có hỗ trợ đổi đàn và thu mua đàn để nâng cấp các dòng đàn đến từ nhà Kidman. Nhưng còn tùy thuộc vào tình trạng của đàn, giá tại thời điểm hiện tại và model đàn mà bạn muốn đổi. Hiện tại thì SV800 đang có giá là 18 triệu và đang trong chương trình sale đầu tháng 11. Khi mua đàn SV800 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được tặng ngay một bao đàn hộp chiếc da cao cấp, một chiếc đàn đôi và một bộ sampler mới nhất cực hot. Bạn có thể liên hệ qua fanpage của Minh Phụng Music hoặc liên hệ qua số hotline để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn nhé. Bạn Huyền Trâm 1989 có câu hỏi là bên Minh Phụng có nhận bảo dưỡng đàn cơ không? Nếu bạn mua đàn cơ ở bên Minh Phụng Music, chính sách bảo hành sẽ là 10 năm nhé bạn. Và bên mình sẽ hỗ trợ lên dây miễn phí tại nhà cho bạn lên đến 2 lần. Bạn có thể liên hệ qua số hotline để đội ngũ tư vấn bên mình hỗ trợ nhanh chóng nhé. Câu 6 là của bạn Huy Tô. Em đang tập chơi organ, shop tư vấn giúp em giá rẻ rẻ. Cảm ơn bạn Huy Tô đã gửi câu hỏi cho team nhé. Thì với yêu cầu giá vừa hợp túi tiền mà còn đa dạng cho việc sử dụng thì theo mình Kidman K150 và K200 là phù hợp nhất với bạn nhé. Hiện tại K150 đang có giá là 2,250,000 với phiên bản màu đen và 2,350,000 với phiên bản màu trắng. Và K200 đang có giá là 4 triệu với phiên bản màu đen nhé bạn. Thông tin chi tiết về hai mẫu đàn này, các bạn có thể xem clip unbox và overview mà team đã làm cách đây vài ngày nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video kỳ này. Nếu còn câu hỏi nào thì hãy nhớ comment ở phía dưới nhé. Tụi mình sẽ ra những video tiếp theo để giải đáp những thắc mắc đó cho các bạn. Hãy đến ngay cái hệ thống showroom của Minh Phụng Music ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768606 để được bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Hãy nhớ like, share, subscribe cho tụi mình để có động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.